Su đang làm gì đó? Dập cát hả? Dập cát. Trời ơi, múc cho con. Múc cho con vậy á, là múc cát là biết cái gì chưa ba? Biết rồi, xem múc cát. Rồi ba mua cần cẩu cho con đi, xem múc cát cho con. Để con dọc con dọc cát chơi cái gì. Nè, quá trời nè, quậy rồi. Mà đựng đứt á, là củ này bự như này nè, bị đứt qua cái gì chặt đứt hết trơn luôn, không biết lấy đất đắp kìa dỗ dỗ để làm gì nữa nè. Dỗ dỗ làm gì cho con? Trời chơi có lắm nè, cho mẹ chơi với cho không cho. Trò chơi gì đó? Su chơi gì đó? Dạ. Dọc dạ. Cát hả? Dọc cát. Rồi dọc cát đã rồi, qua đây à, lấy à, cát của củ khoai thải ra nè. Đây là trò chơi bá đạo luôn. Quay lên này. Ờ ơi, Su cầm củ khoai đó nổi không? Kìa, cái củ khoai đó thứ này nổi không? Đừng vô mặt nha con, đừng có vô mắt nha. Dính mắt đó. Ghê. Su ơi. Củ này nổi rồi, củ kia kìa. Củ nào? Vinh sao nổi? Củ này em nổi không? Ôm mà nổi không? Để nổi không? Mở như nè, cắm. Móc lên, đứng lên. Đứng cao lên. Dỡ không nổi. Sao mà kinh nổi chứ? 5kg mấy mà. Cái củ 5kg. 5-6kg mà kinh sao nổi? Ghê. Ghê phải tự ấn. Ghê. Cắt ba cái gai gốc nó bỏ đi. Đó, từ đó là trong gần gốc đó là có thấy mùi đó. Bén lắm. Tay hoài. Ấn không? Ngắt hà nó cứng lắm. Cái này giống đất một cục tình. Chơi cát. Phải thái dọc cát lắm. Mít đứa nào cũng thái dọc dơ dọc cát hết nè. Ồ, đất con hồi to ghê luôn nha, dỗ xuống này cho nó chắc chắn là ghê nha.
cà. Không biết làm gì hết trơn á, lâu lâu qua ginh miếng cát về đắp. Giờ chạy qua ginh miếng cát nữa về đắp. Cái này là đắp cuộc tình này. Xây nhà đó, đắp cái nền đang xây nhà. Xây nhà chòi. Trời ơi, vỗ cứng lắm chứ bộ à. Con thì dọc dơ. Mẹ lấy mấy củ khoai từ nhỏ nhỏ đó luộc cho con ăn nhé. Củ này luộc mới ngon nè. Trần ơi, chèn ơi, dữ rồi. Đứng lên con, ngồi dậy. Đắp đã rồi cái lấy tay quào ra luôn rồi trời. Cẩn thận, tay đau à. Cẩn thận, coi chừng muốn tay đau nha. Đãi vô giò nước, dội nước ra trường.
nữa anh. Mình căng lại cho các bạn coi nha.